Thưa quý vị, để góp phần cho chương trình văn nghệ hôm nay được thành công tốt đẹp hơn thì qua đây cho phép Tài Thiên Tài trân trọng giới thiệu đến quý vị cũng như quý vị đang theo dõi qua màn ảnh dõi điện thoại tiện dịp theo dõi tiếng đàn guitar. Quý vị vừa thưởng thức là tiếng đàn của nhạc sĩ Hoàng Dũng và tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Minh Hiền, tiếng đàn organ keyboard của nhạc sĩ Hoàng Hiệu, hết sức tuyệt vời. Và trước khi chương trình được tiếp nối thì một lần nữa Tài Thiên Tài cũng xin thay mặt cho nhạc sĩ Hoàng Hiệu thân mến chào nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc vừa mới đến. Và tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay cũng sẽ là một tiếng hát rất đặc biệt của ông bà già tôi. Thảy theo cầu của nhạc sĩ Hoàng Hiệu, xin trân trọng mời tiếng hát của nam nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nam nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao, một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Tấn Giao là tôi đó. Xin chào tất cả cô bác, bà con xóm giềng. Thì hôm nay cái ngày giỗ của ba, thì trước tiên thì cho Tấn Giao được gửi lời chúc đến gia đình và tất cả cô bác anh chị nhiều niềm vui, nhiều niềm phúc và luôn luôn được dạng sự may mắn trong công việc làm ăn cũng như là thành công trong cuộc sống của mình. Để đáp lại cái sự yêu thương và cái sự yêu cầu thì Tấn Giao xin gửi đến gia đình và tất cả quý vị qua một lớp trích đoạn trong vở tuồng được mang tên Tình Sử Châu Long. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Rồi xa anh yêu.
chọn đi ở dân quê mà chứ gian mà chứ khi mưa của một mình ta chắc chờ nghĩ về đâu chẳng ai nhưng xưa ta đứng ô mình trong ai. Xin cảm ơn tất cả các gia đình và tất cả các anh các chị.